Đối với sàn này bây giờ sẽ có một cách như thế này nè. Ví dụ các bạn muốn tạo cái điểm độ dốc điểm giữa cái sàn bằng phẳng có dốc xuống đây điểm giữa không, tập trung xuống giữa khối giữa không. Thì thường đa số này mình thấy là trên mấy công trình chỉ thải hay cần đó, nhưng mà ví dụ này kiến trúc mới có cần không thì mình chia sẻ luôn. Rồi ok, các bạn nhớ ngay tiếp boundary ha. Rồi các bạn gì khóa xóa cái slot vào rau đi, nếu finish lạnh được nha, thì nó bằng khoảng vậy ha. Rồi tiếp nè, khi bạn chuột trái chọn nó là bạn nhấn edit boundary tiếp, mình coi thử nha. Hiện giờ đó là nó chưa có gì hết ha. Rồi muốn để tạo cái ngay cái điểm giữa độ dốc ở đây đó, thì nó có một cách thì không dùng edit boundary nữa mà mình sẽ dùng cái này. Mình chọn đối tượng cái sàn đó và nhấn cho mình cái head board à, và ra vô ngay điểm giữa này. À. Bỏ rồi guys, kết thôi. Ok chưa? Headboard cho F là cái điểm này. Đó. Rồi tiếp theo gì? Bạn làm gì? Bạn sẽ nhấn cho mình chuột trái vào đây. Bạn chọn lại cho mình cái đâu cái sàn đó. Cái sàn đó ha. Mình nhấn chữ Modify Sub Element. Click vô. Mình nhấn chuột trái vô cái điểm giữa đây. Ha. Nhấn chuột trái hai cái. Nhấn chuột trái một cái vô đây. Chọn nó là âm 200 đi. Rồi Enter đây. Sketch thôi. Mình thấy sàn. À, ra xuống. Được chưa? Rồi. Cách thứ hai của tôi Z. Đó cách thứ nhất nè. Rồi cách thứ hai nè. Bây giờ mình không lại bo nữa ha. Reset sắp. À. Rồi mình chọn mình cái split line. Rồi có đoạn thẳng line ha. Hết vô. 1 2. Ok chưa? Reset thôi nha. Rồi chọn lại cái sàn lại nha. Lúc giờ bạn chọn Modify Sub Element. Bấm vô cái đường line. Nếu trái lên cho cái số nè. Nhập nó là gì? Âm 200. Enter này. Thì bây giờ nó sẽ theo một đoạn đường như này. À, rồi ok, các bạn làm thử nha. Hình vuông cũng được. Hình vuông được. Thì nếu là hình vuông thử nha, mình làm thử luôn. Rồi tôi nhé thử. Rồi hết cái list luôn. Rồi. Rồi nhớ vô trái lên cái này. Bây giờ bạn muốn tạo hình vuông thì để coi thử nha, reset lại đi, tạo cái điểm S nhấp la đi, thử anh chọn nha. Rồi kêu lệnh ha. Tiếp theo nè, mình chọn lại cái sàn Modify Sub Element. Nhớ lưu ý khi chọn line á, thì bắt buộc cái này nó phải cùng hết cái cao độ thì mới được vuông xuống ha. Dù ở đây là âm 200 hết. Enter. Nó báo lỗi là cái đó. Này âm 200. Đó. Một đít vô. Chỉnh này âm 200. Đó. Một đít vô đây. Âm 200. Rồi. Kết lần. Lúc giờ nó sẽ đưa xuống. Và cái này luôn mình nó luôn bị tắt cái gì á, tại do mình nhấn enter liền á, lại ha, modify âm 200 nó bẻ luôn. Cái này khi mình nhọn âm 200 là nó bẻ luôn rồi, và nó bị biến dạng như cái đường kia luôn. Người biến dạng luôn. Ok, để con nghĩ cách khác. Rồi trong trường hợp bạn muốn làm một cái lỗ khoét nó xuống khoảng 200 á, mà hình vuông á, hình chữ nhật á, thì các anh em chịu khó này, lấy chuột trái đây ha. Rồi nhấn reset sáp lại đi ha. Rồi bây giờ nhấn chữ add slip line. Rồi, bấm ngang cái này. Một rồi. Rồi là như đây. Ok ha. Rồi, cắt thuật lệnh. Rồi nhấn trái vào trong cái đường slide nè. Nhấn vô cái số nè, âm 200. Rồi. Tiếp tục đường này tiếp.
cũng làm 200. Đó. Đây ha. Chứ mình không nối liền cái này, nó tự động đi xuống rồi. À. Kéo lên. Thì đây là cái cách để tạo cái độ dốc ở chính giữa ha, sạc các bạn. Thì các bạn làm theo.